Trung Quốc, một cô gái tác động vật lý tài xế taxi vì người này không chịu mây mưa với mình. What the hell? Sự việc trên diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2023 vừa qua tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Khi ấy, một cô gái trẻ và một tài xế taxi đang tranh cãi với nhau, gây náo loạn cả một góc phố, thu hút sự chú ý của người đi đường. Một số người dân đã lấy điện thoại ra quay phim và chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội. Được biết, cô gái trẻ này vốn có một mối tình sâu đậm với một chàng trai. Thế nhưng, hôm đó cô lại vô tình bắt quả tang bạn trai mình ngoại tình với người khác. Dù đã cố níu kéo bằng mọi cách, cô gái cũng không thể mang bạn trai quay trở lại bên mình. Trong cơn ghen tuông và tức giận mù quáng, cô đã quyết định dùng cách tương tự để trả thù. Nghĩ là làm, cô đặt xe trên app điện thoại. Sau khi xe tới, cô lên xe rồi đưa ra một yêu cầu hết sức khó tin. Cô nói rằng muốn làm chuyện ấy với tài xế taxi ngay trên xe của anh. Sau giây phút ngỡ ngàng, anh tài xế taxi đã lập tức từ chối lời đề nghị của cô gái. Anh thẳng thừng nói rằng mình đã có gia đình và họ là những người hoàn toàn xa lạ, không quen biết gì nhau, không thể đột nhiên làm chuyện vô lý như vậy được. Ôi trời ơi! Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bị bạn trai phản bội, lại bị từ chối yêu cầu quan hệ để trả thù, cô gái trở nên phát điên, không kiểm soát được tâm trạng và hành vi của mình. Cô xuống xe rồi bắt đầu đập phá, đá vào chiếc taxi, thậm chí còn tác động người tài xế để xả giận. Sau đó, cô gái này ngồi bệt xuống lề đường và bật khóc nức nở, lăn ra đất gào thét. Không biết phải làm thế nào trước tình huống có 102 này, tài xế taxi đành phải gọi điện nhờ sự trợ giúp của cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã khuyên nhủ rồi đưa cô gái về nhà. Sau khi những hình ảnh về vụ việc này được lan truyền trên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng gây bão và nhận về rất nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng. Thật may mắn cho cô, tài xế là người đàng hoàng, nếu không sự việc không biết sẽ đi xa đến đâu nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức mới nhất.